siêu điệp viên kiêm CEO tiết lộ cách kiểm soát các tổng thống Hoa Kỳ. Trong buổi nói chuyện mới đây nhất, Patrick Byrne, CEO của Overstock, đã có những tiết lộ gây chấn động về cách thức hoạt động của thế giới và các chính phủ ngầm. Patrick Byrne là người vô cùng giàu có, nhưng đã bị kéo vào một số hoạt động gián điệp của chính phủ Hoa Kỳ. Patrick đã tiết lộ điều này cũng như nhiều sự thật gây sốc khác trong buổi phỏng vấn của mình. Cụ thể, ông đã được yêu cầu hối lộ Hillary Clinton thay mặt cho Barack Obama để phe Obama có thể kiểm soát phe Clinton thông qua việc nắm giữ thông tin tống tiền. Ông cũng nói chi tiết về những phe phái khác nhau trong đảng Dân Chủ và cách mà họ bị điều hành, vị trí của Biden, Obama, Harris, những gì đã xảy ra với cuộc đảo chính trong đảng Dân Chủ xung quanh cuộc bầu cử năm 2024 và cách mà ông Biden không chịu từ chức. Obama đã buộc ông phải rời đi và Kamala thay thế. Nội tình thật sự khá rối rắm. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những chủ đề này và đi sâu vào một số câu hỏi địa chính trị lớn hơn. Ai là người nắm quyền ở đỉnh cao? Thành phố London kết nối với Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào? Họ hợp tác hay là đối đầu nhau? Điều gì đã xảy ra vào năm 2020 với các phe phái này? Ai đang kiểm soát Barack Obama? Có hàng triệu câu hỏi mà chúng ta cần làm sáng tỏ, bao gồm cả vai trò của Israel trong tình hình địa chính trị toàn cầu hiện tại. Và Tổng thống Trump có thể làm được những gì trong 4 năm tới? Chắc chắn những gì trong video hôm nay sẽ khiến cho đầu óc của bạn bùng nổ. Phi vụ gài bẫy Hillary Clinton. Tôi sẽ cố gắng tóm tắt, nó rất phức tạp. Tôi đã có một mối quan hệ lâu dài với chính phủ và tôi nghĩ bí mật này sẽ chết cùng tôi. Barack Obama đã đưa tôi lên đến đỉnh cao của việc này vào năm 2010. Nhưng tôi đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước. Tôi không phải là một điệp viên, tôi không phải là người của CIA, nhưng tôi đã làm việc với mọi cơ quan của chính phủ. Tôi chủ yếu liên quan đến hòa bình và cùng chống tội phạm ở Mỹ. Tuy nhiên vào năm 2015, chính phủ đã dùng tôi. Câu chuyện về sự thông đồng với Nga trên giấy tờ là từ tháng 7 năm 2016, nhưng thực ra đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2015. Báo cáo Durham là chính xác về những sự việc xảy ra, nhưng nó che giấu một năm đầu tiên khi mọi việc trong giai đoạn dàn xếp. Tôi đã góp phần vào việc dàn xếp, và một việc trong số đó là tôi đã được chỉ đạo để có mối quan hệ với Maria Butina, một sinh viên tốt nghiệp Nga nổi tiếng. Cuối cùng cô ấy đã gặp rắc rối. Mọi chuyện xảy ra với cô ấy là một cái bẫy, và tôi là người đã thiết lập nó. Việc thứ hai là, giữa lúc đó, họ chuyển tôi sang để tôi hối lộ Hillary Clinton. Tôi đã sắp xếp một khoản hối lộ 18 triệu đô la cho Hillary Clinton. Nó hóa ra là một kế hoạch hối lộ và tống tiền. Barack Obama và cựu giám đốc CIA Sean Brennan muốn bà ấy nhận hối lộ để họ có thể tống tiền và kiểm soát Hillary sau khi bà ấy làm tổng thống. Đó là một cuộc đảo chính mềm và có một cảnh như trong phim. Khi họ nói với tôi rằng họ sẽ không truy tố bà ấy sau khi biết bà ấy đã nhận hối lộ. Thông tin về khoản hối lộ như ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong Bộ Tư pháp và người kiểm soát ngọn lửa đó sẽ là một trong những người của Barack Obama. Nếu bà ấy nghe lời và bảo vệ chính sách Obamacare, thì ngọn lửa sẽ nhỏ thôi. Nếu bà ấy không tuân và tự làm theo ý mình, thì ngọn lửa sẽ bùng lên và sau đó bà ấy sẽ phải rời ghế để cho Michelle Obama tranh cử. Kế hoạch là vậy đấy. Nó được gọi là chiến dịch quả cầu tuyết, Operation Snowglobe. Khoản hối lộ của tôi chỉ là mồi để dụ bà ấy bước vào quả cầu tuyết. Và điều phe Obama không biết là tôi đã được gửi đi để điều tra chính họ. Tôi biết câu chuyện nghe càng lúc càng điên rồ, nhưng vào năm 2006, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã giao cho tôi nhiệm vụ gián điệp để phát hiện tham nhũng trong các cơ quan của chính phủ. Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã nói với tôi rằng họ có quyền lực cao nhất để điều tra tham nhũng ở Hoa Kỳ. Và quyền lực của họ vượt qua mọi quyền lực khác trong chính phủ. Và họ đã sử dụng tôi trong nhiều tình huống khác nhau để cố gắng tìm ra sự tham nhũng trong chính phủ. Vào năm 2006, họ đưa cho tôi một bức thư nói rằng điều này không xảy ra kể từ Thế chiến thứ hai, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng anh không thể bị truy tố. Chúng tôi tin rằng có một thế lực tham nhũng đang thao túng chính phủ Hoa Kỳ và nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn nó. Chúng tôi không thể làm điều này, nhưng anh có thể. Bức thư này sẽ khiến cho anh trở nên bất khả xâm phạm. Anh không được phép giết người, nhưng ngoài việc đó ra, không luật sư công tố nào có thể động đến anh. Chúng tôi cần anh dành cuộc đời mình để phá vỡ sự tham nhũng này. Và cuối cùng thì đó chính là những gì tôi đã làm cho đến bây giờ. Nhiều người có quan điểm đơn giản về chính phủ ngầm và cách những thực thể này vận hành. Có lẽ họ mường tượng về một kim tự tháp quyền lực mà mọi người đều phục tùng như cảnh tượng trong những bộ phim Hollywood. Nhưng nếu nhìn vào mối quan hệ giữa Obama và Hillary, bạn sẽ thấy không chỉ có sự hợp tác mà còn có sự tống tiền. Obama cố tống tiền Hillary để kiểm soát bà ta như một con rối. Chính phủ ngầm cũng có nhiều dạng.
chúng đấu đá lẫn nhau và quan trọng hơn là đều chống lại nền Cộng hòa Hoa Kỳ. Đối đầu với phố Wall. Điều gì đã khiến CEO của một công ty khởi nghiệp công nghệ thành công, giàu có và độc lập bước chân vào hoạt động gián điệp và tống tiền ở cấp cao nhất của chính phủ? Thực tế là mọi thứ đã diễn ra theo thứ tự ngược lại. Tôi tiếp xúc với thế giới này lần đầu khi chỉ mới 20 tuổi, là sinh viên đại học ở Trung Quốc. Có người đã tiếp cận tôi với một lá thư cần chuyển đến Mỹ. Điều này được nói rõ trong bộ phim tài liệu The Enemy Within. Từ đó tôi có mối quan hệ với một số người. Có những lúc tôi cảm giác việc làm doanh nhân chỉ như một công việc bình phong, phần lớn thời gian và trí tuệ của tôi dành cho những hoạt động khác. Vào năm 2002, tôi đã đưa công ty lên sàn. Tôi là công ty đầu tiên sử dụng mô hình đấu giá Hà Lan. Và điều này đã làm phố Wall phẫn nộ. Họ cảnh báo tôi sẽ bị tránh xa suốt đời nếu tiếp tục, nhưng tôi vẫn làm và trở thành một nhân vật khét tiếng đối đầu với phố Wall. Từ năm 2005 đến 2008, tôi bắt đầu cố gắng phơi bày những sai trái ở đây, và đây là lúc tôi bắt đầu gặp phải sự tham nhũng. Những lời mời dùng bữa và đề nghị làm việc bất hợp pháp từ các quỹ phòng hộ tại phố Wall khiến tôi đã quyết định báo cáo. Tuy nhiên, sự thờ ơ của các cơ quan chức năng đã làm tôi thật sự sốc. Vào khoảng năm 2005, tôi bắt đầu nhận ra sự tham nhũng ở Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch SEC. SEC thực sự đã bị phố Wall kiểm soát, và sau đó là cơ quan quản lý ngành tài chính FINRA, cơ quan quản lý NYSE và Nasdaq, cũng như Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và giới truyền thông tài chính, tất cả đều bị kiểm soát từ gốc rễ. Và tôi bắt đầu nhận ra toàn bộ hệ thống đều đã tham nhũng. Trước đây, mọi người thường chế nhạo tôi, đăng ảnh chế về những chiếc UFO bay ra từ trong đầu tôi. Như thế tôi đang nói về một thuyết âm mưu. Nhưng đến năm 2008, mọi thứ đã chuyển từ một thuyết âm mưu thành đề tài hài hước trên các chương trình đêm khuya. Rằng tất nhiên, SEC đã cấu kết với phố Wall. Và mọi người đều nhận ra mức độ tham nhũng của xã hội. Và giờ đây, vào năm 2024, ngay cả người mù cũng thấy xã hội tham nhũng đến mức độ nào. Đặc biệt nhất là sau những gì xảy ra với Tổng thống tuần này. Thế lực nào đang thao túng Biden? Vào những năm 90, gia đình Clinton đã kiểm soát đảng Dân Chủ từ các cơ sở. Mỗi hạt ở Hoa Kỳ đều có một văn phòng của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Họ đã đưa người của Clinton vào cấp hạt, sau đó tiến lên cấp tiểu bang. Họ đã chiếm lĩnh theo kiểu Lenin từ cơ sở lên. Đúng ra Hillary Clinton sẽ trở thành tổng thống vào năm 2008. Nhưng Barack Obama và Joe Biden đã xuất hiện vào năm 2008 và đại diện cho một phe phái khác. Obama xuất hiện vào năm 2008, gây dựng một phong trào quần chúng và điều này đã gây ra sự bất ngờ. Ông ấy nhận được sự ủng hộ, nhưng ông ấy cũng làm đảo lộn mọi thứ bên trong đảng Dân Chủ. Vậy là từ đó trong đảng Dân Chủ có hai phe, phe Clinton đại diện cho sự tham nhũng và phe Obama đại diện cho chủ nghĩa cộng sản. Tôi cho rằng họ là những bạo chúa cộng sản, như các bạn đã thấy. Biden đứng giữa hai phe, và sau này Obama đã giúp ông ấy trở thành tổng thống, trong khi đưa Biden lên làm tổng thống. Obama trở thành người giật dây, và sợi dây ở đây chính là tiến sĩ Susan Rice. Bà ấy đã giữ chức cố vấn chính sách đối nội của Hoa Kỳ, và có mặt khắp nơi trong chính quyền Biden. Susan Rice đã có mặt ở nhà của Obama vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, và sau đó đến Nhà Trắng vào lúc 8 giờ 30. Bà ấy là sợi dây, và Obama là người điều khiển sợi dây đó. Tuy nhiên, chính bản thân Obama cũng không phải là bậc thầy điều khiển. Còn có những bàn tay khác đứng phía sau Obama để giật dây ông ta, và đó chính là các thế lực Soros, WEF và Klaus Schwab. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ vào khoảng tháng 3 năm nay. Kế hoạch ban đầu là để Biden rút lui và Michelle Obama chạy đua vào Nhà Trắng. Nhưng ông Biden đã không chịu rút, vì vậy Obama đã có một cuộc cãi vã lớn tiếng trong phòng bầu dục vào một buổi sáng thứ Bảy. Thời điểm đó, Joe Biden đã rất cố gắng ngăn chặn mình rút lui. Cuối cùng, Obama nói với Biden, anh cứ thử đi, hãy tham gia một cuộc tranh luận với Trump. Biden đã tham gia vào cuộc tranh luận vào cuối tháng 6. Giới truyền thông vốn do Obama kiểm soát, lần đầu được ông ta cho phép đăng bài về vấn đề sức khỏe của Biden. Các bài báo đã làm Biden suy sụp. Jill và Joe cảm thấy như bị phản bội. Cuối cùng, Kamala Harris lên tiếng, mọi người đều muốn sử dụng tu chính án 25. Tôi đã kiềm chế, nhưng bây giờ tôi sẽ can thiệp, trừ phi ông tuyên bố không tranh cử nữa. Tu chính án thứ 25 cho phép đưa phó tổng thống trở thành tổng thống trong trường hợp tổng thống không còn khả năng lãnh đạo. Biden đồng ý rút lui và không chạy đua nữa. Obama muốn có một cuộc bầu cử sơ bộ mở, và có lẽ Michelle hoặc Hillary sẽ thắng. Nhưng Joe, hay đúng hơn là Jill, đã thay đổi tình thế. Chỉ 2 phút sau khi Joe đồng ý không tranh cử, Jill đã phát hành thông cáo báo chí ủng hộ Kamala Harris, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của họ. Tôi ngạc nhiên vì Obama không tiếp tục, đâu ai quan tâm đến tiếng nói của vợ chồng Biden lúc đó. Dù sao thì họ đã mắc kẹt với Kamala Harris.
Thực tế cho thấy việc kéo cô ấy qua vạch chiến thắng là không thể. Cho dù có đổ hàng tỷ đô la cùng với tất cả số tiền từ Trung Quốc hay hỗ trợ từ truyền thông để che giấu con người thật của cô ấy, họ cũng không thể đưa Kamala lên làm tổng thống. Khi Trump đến Nhà Trắng một tuần sau cuộc bầu cử, Trump đã đăng bài nói rằng Joe và Jill Biden đã nói với ông ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và chúng tôi đã bỏ phiếu cho ông. Tôi nghĩ điều đó là sự thật. Thế lực nào đang thao túng Obama? Khi nhìn vào các quốc gia khác, rõ ràng chúng ta thấy có những tổ chức toàn cầu như WEF và họ đã nhúng tay vào trong nhiều vấn đề. Như khi nói về Obama, ai đang điều khiển ông ta? Khi tôi cố gắng phát thảo sơ đồ, tôi nhận ra rằng những phe phái đang đấu tranh trong đảng Dân Chủ cũng phản ánh cuộc chiến của nhiều phe phái toàn cầu. Đó không chỉ là một kim tự tháp trung tâm với các ngân hàng châu Âu kiểm soát tất cả, mà còn có nhiều phe phái khác, như đảng Cộng sản Trung Quốc, Israel, cùng nhiều yếu tố khác đang diễn ra ở cấp độ địa chính trị lớn hơn, bao gồm các quốc gia trong khối BRICS, NATO, tất cả tạo nên một bức tranh phức tạp. Vậy khi điều tra ai đứng phía sau Barack Obama và đâu là những thực thể lớn đang điều khiển ông ta? Một trung tâm quyền lực là đảng Cộng sản Trung Quốc và một trung tâm quyền lực khác là trục liên minh ở Trung Âu, bao gồm WEF của Klaus Schwab tại Davos, Vatican, Rothschilds, thành phố London và cả vương tộc Hanover, vốn luôn cảm thấy bất mãn vì Hoa Kỳ đã giành được độc lập trong suốt 250 năm qua. Cả hai thế lực này đã hợp tác để hạ gục nước Mỹ và tạo ra một chính phủ toàn cầu. Tuy nhiên, tầm nhìn tương lai của các bên có sự khác biệt rất lớn. Phe WEF muốn có một chính phủ toàn cầu, tập trung ở Trung Âu, có thể là Ukraine hoặc Ukraine sau tái thiết. Đây là hệ thống quản trị toàn cầu của Liên Hợp Quốc, WHO, WEF, xuất phát từ dự án câu lạc bộ Rome. Phe đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có tầm nhìn như thế, nhưng cho rằng trung tâm phải là Bắc Kinh, với một trật tự thế giới như các vòng tròn đồng tâm, với mọi quốc gia là chư hầu của Bắc Kinh. Sự khác biệt này đã làm liên minh rạn nứt chỉ sau 1 đến 2 năm kể từ cuộc gian lận bầu cử năm 2020. Đó là khi George Soros ra mặt công khai tuyên bố Tập Cận Bình là kẻ thù của nhân loại. Họ hy vọng sẽ đạt được sự thỏa hiệp nhưng không thành. Cả hai phe đều tranh giành để trở thành cái rốn của thế giới. Có nhiều bên ủng hộ tầm nhìn về một nhà nước siêu quốc gia, một chính phủ toàn cầu. Cụ thể là chủ nghĩa Trotsky Cộng sản, muốn Nga là trung tâm của thế giới. Với Venezuela, băng đảng Mafia của Venezuela trả cho ngân hàng Vatican 4 tỷ đô la phí bảo hiểm mỗi năm. Do đó, Vatican là có liên quan. Tuy không phải kẻ chủ mưu, nhưng Venezuela đích thực là một phần quan trọng trong kế hoạch chống Hoa Kỳ. Sự tham gia của Cuba, Iran và Trung Quốc. Thành phố London, một lãnh thổ tự trị do 12 gia tộc ngân hàng quản lý, không chỉ riêng Rothschild. Mỗi năm, vua hoặc nữ hoàng Anh phải thực hiện nghi lễ cởi giày cúi đầu trước các gia tộc này, một truyền thống 650 năm nhắc nhở họ rằng họ chỉ là thần dân của thành phố London, nơi được điều hành bởi 12 gia đình ngân hàng quyền lực. Những người ủng hộ chính phủ toàn cầu như chủ nghĩa Trotsky, WEF ở Davos và Liên Hiệp Quốc đều chống lại nền Cộng hòa Hiến pháp của Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ đề cao chủ nghĩa hạn chế, do đó đã trở thành cái gai cho những kẻ muốn tái cấu trúc thế giới. Còn quái vật đảng Cộng sản Trung Quốc vốn xuất phát từ giàu, các tu sĩ dòng tên và các gia tộc ngân hàng châu Âu, nhưng giờ đã trở thành một thế lực riêng biệt. Họ không chịu khuất phục trước gia tộc London. Với tham vọng cai trị thế giới theo truyền thống văn hóa 5.000 năm của họ, Trị Hạo Điền, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân giải phóng Nhân dân, kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã nghỉ hưu vào năm 2003. Bạn sẽ không thể hiểu địa chính trị toàn cầu hiện nay mà không nắm bắt bài diễn văn bí mật của ông ta. Trong đó tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn dùng vũ khí sinh học để tiêu diệt Hoa Kỳ và lấy đất cho người dân Trung Quốc. The Epoch Times đã đăng bài phát biểu này vào năm 2005. Và Trung Quốc cũng chưa bao giờ phủ nhận bài phát biểu đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ bắt nạt. Hãy xem chính quyền Bắc Kinh này đã đang làm gì với chính người dân của mình. Tổng thống Trump đã rất cứng rắn với Trung Quốc và đang mạnh mẽ đe dọa, ngăn chặn khối BRICS phi đô la hóa. Đây chính là chiến tranh tiền tệ. Chúng ta đã từng vũ khí hóa tiền tệ bằng cách loại Nga ra khỏi SWIFT. Một cuộc chiến lớn đang diễn ra, Tổng thống Trump đắc cử là điều tốt cho Hoa Kỳ. Nhưng ông ấy có sự liên kết mạnh với Israel.
Tổng thống Trump cũng đã nhận hàng trăm triệu đô từ Israel. Nội các của ông ấy cũng rất ủng hộ Israel. Thường thì các chính phủ tham nhũng để người dân chịu thiệt. Nhưng tôi có một góc nhìn khác. Trong thời điểm này, Tổng thống Trump không thể đương phương độc mã trong cuộc chiến đó. Ông ấy nhận thấy mối đe dọa thực sự từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quốc gia của khối BRICS. Những băng đảng tội phạm khổng lồ này đều đang cố gắng làm sụp đổ Hoa Kỳ. Ông ấy buộc phải chọn một đồng minh mà ông ấy cho rằng có lợi hơn cho Hoa Kỳ. Nếu không thì Hoa Kỳ sẽ lẻ loi và chúng ta sẽ là bị tấn công như năm 2020. Nếu Trump thua trong cuộc bầu cử 2024, thì đó sẽ là dấu chấm hết của nền Cộng hòa Hoa Kỳ. May mắn là chúng ta đã bấu phiếu được trong 4 năm qua. Theo kế hoạch của họ, 2020 là năm cuối cùng và sẽ không bao giờ còn cuộc bầu cử nào nữa. Cách mạng màu là một phần trong đó. Đó là lý do Klaus Schwab đã nói đầu năm nay rằng vào năm 2024, các cuộc bầu cử sẽ lỗi thời. Chúng ta đã thắng và nền Cộng hòa Hoa Kỳ lại có cơ hội. Lịch sử sẽ ghi nhận rằng người dân Hoa Kỳ đã làm được điều đó. Chúng ta đã vượt qua cuộc cách mạng màu mà không cần bạo lực. Chúng ta là một quốc gia đặc biệt, chỉ có chúng ta làm được điều này. Trong 48 ngày còn lại, mỗi ngày trôi qua, khả năng họ thực hiện hành động điên rồ như tuyên bố thiết quân lực sẽ trở nên khó khăn hơn. Giờ đây thì Trump, một người vĩ đại mà khuôn mặt của ông xứng đáng được khắc lên vách núi, đã tái đắc cử. Mọi thứ có thể đã sụp đổ nếu không có ông. Hãy nhớ rằng, Trump đã dành 2 năm đầu sau khi rời Nhà Trắng ở Florida để tránh bị bỏ tù. Trump đã mang đến một khởi đầu mới. Với những bộ óc đúng đắn xung quanh, bao gồm cả Elon Musk, Elon đã trích dẫn Milton Friedman với những thay đổi cần thiết. Chúng ta hoàn toàn có thể lột xác khỏi bộ máy tham nhũng của chính phủ. Chúng ta hoạt động được xem là sản xuất và thử nghiệm các cái loại hỏa tiễn bất hợp pháp, bao gồm luôn những loại vũ khí được xem là có mức sát thương hàng loạt, và cùng với các cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo khổ, và nói rằng điều này đã gây sự bất ổn một cách sâu đậm ở khu vực và đe dọa tới cái hòa bình và ổn định trên toàn cầu. Đây được xem là cuộc gặp gỡ khá quan trọng của Hoa Kỳ, Nhật Bản và của Nam Hàn, trong đó gần như là họ nhấn mạnh sự lo ngại sự hợp tác của ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, tức là nhà lãnh đạo của Bắc Hàn. Trước đó thì tổng thống của Ukraine đã cho biết là Bắc Hàn có thể khai triển lên tới 100.000 binh sĩ của họ giúp Nga trong cuộc chiến tại Kiev, Ukraine. Trong khi đó thì bản báo cáo mới nhất cho biết thì ông Putin đã có được khoảng 11.000 binh sĩ của Bắc Hàn đang có mặt ở tại biên giới giữa Nga và Ukraine ở vùng Kherson, và trong đó đang có cuộc giao tranh với binh sĩ của Ukraine. Đây được xem là một trong những cái hợp tác mới nhất của Hoa Kỳ, của Nhật Bản và của Nam Hàn trong cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương, và đồng thời đối phó với việc Nga hỗ trợ cho nhà nước Cộng sản Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã cho bắn thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo, gọi là ngăn chặn tất cả những cái cuộc tấn công của hỏa tiễn đạn đạo trong việc mà đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ đảo Guam cho biết thì phía Hoa Kỳ đã cho thử nghiệm lần đầu tiên một cái dạng bệ phóng để đánh chặn tất cả những cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia. Theo giới chức quân sự của Hoa Kỳ mô tả là rất thành công và có thể ngăn chặn tất cả sự đe dọa từ những quốc gia kẻ thù, đặc biệt là sự mà đe dọa từ phía của Trung Quốc trong các cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia của họ đe dọa tới đảo Guam. Và theo tường trình của MDA, tức là cơ quan đặc trách về hỏa tiễn của Bộ Quốc phòng cho biết, họ cho bắn thử nghiệm các loại hỏa tiễn nhằm đánh chặn tất cả những loại hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia và kể cả một số những loại hỏa tiễn gọi là siêu âm thanh. Trong đó thì dạng bệ phóng có tên gọi là Firm Zero 2 hay còn gọi là Fly Experiment Mission 2 đặt tại đảo Guam, và trong đó cùng với dạng Aegis-Guam là những cái dạng hỏa tiễn đã được bệ phóng hỏa tiễn đã được sử dụng, bao gồm luôn cả cái dạng gọi là Standard Missile 3 để có thể đánh chặn được bất kỳ một cái hỏa tiễn đạn đạo nào tầm ngắn, tầm trung hoặc tầm xa từ cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại đảo Guam. Và cái hệ thống này được xem là một trong những cái hệ thống khá mạnh của Hoa Kỳ nhằm có thể bắn chặn tất cả những cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia, tức là hỏa tiễn ICBM, hoặc là những cái hỏa tiễn supersonic, tức là những cái hỏa tiễn được xem là siêu âm thanh, có thể bắn chặn một cách hiệu quả. Và trong đó họ nói rằng đã thành công trong việc bắn chặn một số những cái hỏa tiễn được xem là gây nguy hiểm cho đảo Guam, và các dạng hỏa tiễn này gọi tắt là ALBM có khả năng có thể bắn ra rất nhiều những cái hỏa tiễn và đánh chặn tất cả những cái loại hỏa tiễn có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Đây được xem là bản thông báo mới nhất của phía Hoa Kỳ đưa ra giữa lúc mà Bắc Kinh đang có những sự đe dọa về các cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia của họ có thể bắn từ thềm lục địa của họ tới đảo Guam. Đây được xem là một trong những cái cuộc thử nghiệm thành công của Hoa Kỳ và được loan báo bởi phía giới quân sự của Hoa Kỳ tại đảo Guam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Á Châu, ngày hôm nay Đài Loan thông báo là Trung Quốc đã có một cuộc tập trận khổng lồ ở ngay trước bờ biển của họ và nằm sát thềm lục địa của Trung Quốc. Bắc Kinh đã cho hàng chục chiếc mà chiến đấu cơ và xin lỗi quý vị, chiếc tàu chiến, và đây được xem là cuộc tập trận hàng hải lớn nhất xung quanh đảo quốc Đài Loan trong vài năm qua. Phía Đài Bắc cho biết là Bắc Kinh đã bắt đầu thông báo rất nhiều về việc phong tỏa các cửa biển gần thềm lục địa của Trung Quốc sau khi mà ông Tổng thống Lai Ching-te vừa trở về Đài Loan sau chuyến viếng thăm các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương và ghé ngang qua các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất từ phía Đài Bắc cho biết thì lực lượng hải quân của lực lượng PLA đã bắt đầu có cuộc tập trận lớn ở khu vực ở biển Tiết Giang và khu vực biển của Phúc Kiến, và trong đó họ đã thông báo và phong tỏa cái cửa biển này, và trong đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất kể từ cuộc tập trận năm 2022 khi mà bà Nancy Pelosi, lúc đó là chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đã viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Và trong cuộc tập trận này, Bắc Kinh đã cho khai triển các hỏa tiễn đạn đạo, các chiến đấu cơ và các tàu chiến để mà thực hiện cuộc tập trận được xem là lớn nhất của họ kể từ năm 2022 và được xem là một trong những cuộc tập trận lớn nhất kể từ giữa thập niên 90. Trong đó thì các tàu chiến, các tàu hải giám và kể cả một số những chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện cuộc tập trận này nằm được xem là đối diện với đảo quốc Đài Loan và nằm gần khu vực ở Okinawa, tức là gần khu vực ở phía nam của Nhật Bản. Đây được xem là cuộc tập trận lớn mới nhất, và phía Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết là Bộ Quốc phòng thông báo họ đã phát hiện ít nhất là 47 chiếc máy bay của Trung Quốc bay gần cái đảo quốc Đài Loan trong vòng 24 giờ qua ở trong tin tức cho biết, và trong đó gần như là số lượng các chiếc máy bay đã phát hiện ở trong cái vùng nhận dạng phòng không gồm có 153 chiếc hồi tháng 10, và phía Trung Quốc gần như là đã thực hiện cái cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi mà xảy ra cái biến cố năm 2022 vào tháng 8 khi bà Nancy Pelosi đã chính thức viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Trong khi đó thì tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết là Trung Quốc đã có những cái thái độ được xem là hung hăng, đe dọa tới cái ổn định tại khu vực. Đây được xem là cuộc tập trận lớn mà Đài Loan đã báo động và đang trong lúc mà ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ có mặt tại Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, những kẻ biểu tình chống ông Yoon Seok-yong ở tại thủ đô Hán Thành đã mang theo một số những cái ly sữa bằng giấy cạc tông, và trong đó có rất nhiều những thông tin được xem là gây nhiễu của phía Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết từ ở Nam Hàn cho biết thì những cái lon sữa bằng giấy cạc tông của Trung Quốc trong đó gần như đã xuất hiện ở trong các cuộc rally yêu cầu đàn hạch đối với lại Tổng thống Nam Hàn là Yoon Seok-yong, và đã được đưa lên trên trang Facebook bằng ngôn ngữ của Nam Hàn vào ngày 8 tháng 12. Và các bức hình này cho thấy những kẻ biểu tình đã cầm trong tay những cái lon cạc tông được chế tạo tại nhà, và trong đó họ đã đốt nến, và trong đó gần như là đã có một số những cái ngôn ngữ bằng Trung Quốc viết trên những cái tạc cạc tông này. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như là không dừng lại trong việc mà can dự vào các cái nền chính trị của Nam Hàn. Đó là lời phát biểu của một nhà lãnh đạo ở trong cái nghị viện của Nam Hàn đã đưa ra sau khi mà những người biểu tình đòi hỏi ông Yoon Seok-yong phải từ chức và yêu cầu có một cuộc đàn hạch đối với ông sau khi mà ông đã ban hành một cái thiết quân luật trước đây hôm thứ ba tuần trước và sau đó rút lại cái thiết quân luật này. Và đã có rất nhiều người Nam Hàn tràn xuống đường biểu tình để chống lại cái thiết quân luật của ông, cũng như là nói rằng ông đã lạm quyền, và những người biểu tình này đã cầm những cái biểu tượng được xem là hỗ trợ từ phía của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất cho thấy rõ ràng Bắc Kinh dường như đã có cái hành động can dự vào cái nền chính trị của Nam Hàn và tìm cách gọi là chia rẽ cái nền chính trị của Nam Hàn khi hỗ trợ cho đảng đối lập và cố tình thúc đẩy một số những người dân cầm những cái biểu tượng của Trung Quốc bằng ngôn ngữ Trung Quốc trong các cuộc biểu tình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron ngày 20, 21 và 22 tháng 12, tức là trước lễ Giáng sinh, sẽ có một cái đại nhạc hội lớn mừng lễ Giáng sinh ngay tại quận Cam, thành phố Garando, với sự tham dự của khoảng 60 anh chị em nghệ sĩ trình diễn liên tục trong 3 ngày ngay tại tổng đàn của công ty Teletron ở tại thành phố Garando. Quý vị nào ở tại quận Cam và các vùng phụ cận có thể về thành phố Garando để tham dự cái chương trình đại nhạc hội mừng lễ Giáng sinh này. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Bên cạnh đó thì Phong đưa thông báo là hôm nay ngày thứ tư, tức là ngày thứ sáu, thứ bảy tuần này, thì Phong và Phượng Mai cũng sẽ có mặt trong các cái buổi đại tiệc mừng Tổng thống Trump thắng cử tại Arizona và tại Portland ở Oregon.
Quý vị nào muốn tham dự tại Arizona, quý vị có thể ghi lên danh và nhận và đặt vé cũng như là đặt bàn với lại số điện thoại là 602-481-2647, 602-481-2647, hoặc tại Portland, Oregon là số điện thoại 503-367-7381, 503-367-7381 để biết thêm chi tiết và đặt vé. Hiện nay thì tôi đã biết là ở Oregon đã có trên 300 người tham dự. Hy vọng rằng quý vị nào chưa ghi danh, chưa đặt vé thì có thể đặt vé. Hôm đó Phong, Phượng Mai và một số anh chị em ca sĩ của Phong Trào Maga cũng sẽ có mặt. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Ok, phải bắt hết những người quậy phá nước Mỹ để điều tra những người này đứng về phía sau không nhân nhượng. Thật sự quý vị, cái chương trình Hilton nhật ký của tôi ngày hôm nay thì tôi có nói về việc mà đang có những kích động và quý vị không có bằng chứng nào hết. Họ lên trên mạng xã hội, họ nói thôi. Và ngôn ngữ của họ có mùi kích động nhưng lại không vi phạm vào luật pháp và không vi phạm vào các cái tiêu chuẩn của các cái công ty mạng xã hội. Thì làm sao bắt người ta đây? Chỉ có những kẻ bị kích động gây ra tình trạng bạo động mới bị bắt thôi. Do đó quý vị, đảng Dân Chủ luôn chơi cái trò này. Họ kích động bạo động, họ kích động bạo lực, rồi cái họ lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi chống bạo lực và chống bạo động, nhưng mà chính họ là những kẻ kích động nha. Rồi tiếp tục. Hiện tại Putin và Joe Biden không có gì gọi là nồng ấm. Sự trở lại của ông Trump trên phương diện ngoại giao giữa tổng thống Trump và Putin sẽ hàn gắn lại mối quan hệ, lý do hòa bình và Ukraine. No, ông Trump vẫn giữ cái khoảng cách với lại Putin ngay từ nhiệm kỳ đầu rồi. Ông chỉ gặp Putin một lần duy nhất ở tại Helsinki mà thôi, và cho tới giờ phút này thì ông vẫn chưa tiếp xúc với Putin. Và đừng có nghĩ rằng là ông Trump sẽ có mối giao hảo tốt với Putin. Ông Trump vẫn thường nói là ông có một cái nhìn tốt về Putin và có cái nhìn tương đối là đánh giá đúng vào con người của Putin. Nhưng không có nghĩa ông Trump là đồng minh của Putin. Đừng có nói kiểu chụp mũ ông Trump kiểu này. Ok, còn Joe Biden là đứng về phía cánh tả của đám Âu Châu. Nó khác nhau. Ông Trump không có muốn cuộc chiến thôi. Và ông chấm dứt cuộc chiến này thôi. Và ông sử dụng cái uy thế của ông để có thể buộc Putin và Zelensky bước vào bàn đàm phán. Đừng có nói cái kiểu giống như là ông Trump là đồng minh của Putin vậy nha. Rồi, binh sĩ Bắc Hàn bây giờ muốn bỏ cuộc chiến về nước thì cũng chết theo quan điểm của em. Tôi không biết, nhưng mà phía Nam Hàn đã bắt đầu cho in các cái truyền đơn. Và họ thâu những đoạn video tung lên mạng xã hội để là rung lay cái tinh thần của lính Bắc Hàn đang có mặt tại Nga. Thì cái chiến dịch này trước đây họ đã từng làm với lại phía của binh sĩ Nga rồi. Họ gọi là I want to live, tức là tôi muốn sống. Tức là kêu gọi những binh sĩ này là nên từ bỏ và bỏ trốn. Đại khái đây là cái chiến dịch tuyên truyền của Ukraine nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tổng thống Trump, chính sách của ông là phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng để đưa Hoa Kỳ trở lại thịnh vượng, để bảo vệ cho người dân. Không phải chỉ bảo vệ cho người dân mà sẽ bảo đảm cái an ninh trên toàn cầu. Không để cho những cuộc chiến xảy ra một cách bất ngờ giống như mấy năm qua. Quý vị thấy cuộc chiến của Nga và Ukraine, rồi cuộc chiến xung đột tại Trung Đông. Thì quý vị, do tính chất chúng ta không đủ khả năng kềm chế, và do đó chính quyền cho bên nhu nhược, không đủ khả năng kềm chế, cho nên nó xảy ra những cuộc chiến này. Tức là không đủ cái tư thế trấn áp những quốc gia đe dọa, gây chiến. Do đó ông Trump quay trở lại chính trường lần này, ông sẽ áp dụng cái chính sách cứng rắn để trấn áp tất cả những quốc gia có mầm mống gây họa nha. Thì đều quý vị thấy là chính Zelensky cũng đã nói đó, hòa bình thông qua sức mạnh. Có nghĩa là phải có đủ sức mạnh trấn áp thì mới có được hòa bình. Còn siêu siêu ở nền thì đương nhiên là các cái cuộc xung đột bùng nổ khắp nơi nha. Rồi tiếp tục. Binh sĩ Bắc Hàn chiến đấu bên Ukraine, bây giờ đầu hàng Ukraine rồi xin tị nạn là ở lại Ukraine luôn, khỏi về Bắc Hàn được không anh? Đây là cơ hội lớn cho họ trốn khỏi Bắc Hàn của các binh sĩ đó. Vấn đề là các binh sĩ đó họ có ý định trốn hay không, hay họ vẫn theo cái lệnh của ông Kim Jong-un. Vấn đề không phải là quý vị hỏi tôi. Những quốc gia Tây Phương vẫn đón chào những người tị nạn từ phía Bắc Hàn mà. Vấn đề là những binh sĩ đó, họ có sẵn lòng đi tị nạn và từ bỏ chiến tranh hay không? Hay họ sẽ vẫn tuyệt đối...